Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng. Hôm nay Quân lại tiếp tục làm một cái video về chiếc xe đến từ nhà Hyundai. Đây là chiếc xe Hyundai Santa Fe nha quý anh chị. 2.5 máy xăng 2 cầu. Đó, phiên bản có cửa sổ trời. Trang bị rất là nhiều option. Thì bây giờ Quân sẽ cùng review một vòng về chiếc xe cho quý anh chị cùng đánh giá về chất lượng chiếc xe. Đó, ở phần phía mặt ga lăng của chiếc xe thì được trang bị cụm đèn rất là sang trọng. Đó, có chế độ rửa đèn pha, dàn lâm mâm dàn bánh thì gai gió rãnh còn rất là sâu. Đó, chất lượng thì chúng ta có thể là về chạy 5-6 tháng nữa là vô tư. Gương tích hợp đèn xi nhan báo rẽ, cửa mạ chrome, có tích hợp thêm nút bấm. Nội thất màu kem. Hàng ghế lái chỉnh điện nha quý anh chị. Hàng ghế chỉnh điện. Có điều chỉnh gương tự động một chạm. Cruise control, vô lăng tích hợp ga tự động cruise control. Tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay. Xe có trang bị thêm màn hình từ nhà máy, rin từ nhà máy nha quý anh chị. Điều hòa tự động, hộp số tự động, có phanh tay điện tử auto hold. Xe thì mới chạy hơn 8 vạn một chút. Xe trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Cửa sổ trời này mà chúng ta cùng đi biển cuối tuần cùng gia đình mà mở ra thì rất là chill nha quý anh chị. Ở phần tiêu hao nhiên liệu thì đường kết hợp chúng ta chỉ có khoảng 8,9 lít, trong đô thị là 11,9 lít. Và ngoài đô thị thì cực kỳ tiết kiệm rồi, có 7 lít xăng thôi trên 100 cây. Ở hai hàng ghế sau này quý anh chị. Ở phần đuôi xe, chiếc Hyundai Santa Fe này có biển số Sài Gòn nha quý anh chị. Động cơ 2 cầu, động cơ xăng 2 cầu. Xe thì hoàn toàn không tai nạn, không cấn đụng, không hạ động cơ. Không tai nạn, không hạ động cơ và không bị thủy kích. Đây, nhìn màu trắng form dáng rất là đẹp nha anh chị. Rồi, hiện tại con xe này Quân đang bán với giá là 735 triệu. Còn thương lượng cho quý anh chị nào gọi điện trực tiếp cho Quân thì chiếc xe Santa Fe 2017 máy xăng 2.5 2 cầu cực kỳ đẹp nha quý anh chị. Loan cho anh khoảng 700 triệu thì chúng ta đã sở hữu một chiếc xe SUV mà form dáng thì đẹp nhất phân khúc luôn, trang bị nhiều option nhất luôn. Đó, thì anh chị đang quan tâm mẫu xe thì hãy gọi điện trực tiếp cho Quân để ngay khi Quân có thông tin, Quân sẽ hỗ trợ về tư vấn, báo giá và hỗ trợ thủ tục ngân hàng. Nếu anh chị đang quan tâm đổi xe thì hãy để lại phần bình luận hoặc là liên hệ trực tiếp cho Quân thì Quân sẽ hỗ trợ về thu xe cho quý anh chị. Rồi, xe Quân đang để tại khu đô thị Vạn Phúc City. Nếu anh chị quan tâm xe thì hãy gọi điện trực tiếp cho Quân để tới xem xe, đánh giá chất lượng và hỗ trợ về thủ tục. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị.